Kiều Hân, Vương Tư Thông phiên bản nữ, sống trong biệt thự nghìn tỷ, mua sắm toàn hàng hiệu. Kiều Hân bắt đầu được chú ý qua vai diễn nhỏ trong Hoàng Lạc Tùng. Ngoài đời, cô là thiên kim của giới giải trí, được ngập thìa vàng từ khi sinh ra. Kiều Hân được biết đến là nữ diễn viên người Trung Quốc, sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Cô bắt đầu bước chân vào ngành giải trí từ năm 2012 với bộ phim truyền hình đề tài gia đình mang tên Thất Cửu Hà Khai. Năm 2014, nữ diễn viên tham gia vào bộ phim truyền hình cổ trang Lan Nhà Bản, nhưng đến năm 2016 mới nhận được sự chú ý của khán giả nhờ vào vai diễn Quang Tuyển Nhĩ trong phim truyền hình hiện đại Hoàng Lạc Tùng, đồng thời đạt được giải diễn viên mới phim truyền hình của năm trong lễ EQG Night. Ngay sau đó, Kiều Hân trở thành nữ chính trong phim truyền hình cổ trang Lan Nhà Bản 2. Và năm 2017, cô vẫn tiếp tục tham gia Hoàng Lạc Tùng phần tiếp theo. Hiện nay, Kiều Hân cũng khá nổi bật ở mảng truyền hình với những tác phẩm Nhưng Chúng Ta Vẫn Còn Trẻ, hai vai chính phim đề tài chủ nghĩa hiện thực bên cạnh Triệu Hữu Đinh và Bạch Kính Đình trong bộ phim Vinh Quang Bình Phàm, làm phan quán quéo trước màn làm nụng đáng yêu với Hồ Thất Thiên ở Tiểu Phong Bạo. Theo như nhiều tin tức, thì bối cảnh gia đình của Kiều Hân rất lớn, là thiên kim tiểu thư vô cùng giàu có, nhưng Kiều Hân từng tiết lộ bản thân từ nhỏ muốn trở thành một giáo viên nổi tiếng, đem kiến thức của mình truyền đạt lại cho học sinh. Nhưng theo thời gian, ước muốn đó của cô đã thay đổi. Vì vậy, cô thích trở thành minh tinh, được quay những bộ phim mình thích, nên khi tốt nghiệp cấp 3 đã thi vào trường Học viện Hí kịch, bước chân vào con đường nghệ thuật. Bình hoa di động thế hệ mới. Kiều Hân sở hữu nhan sắc thanh thuần, dễ mến cùng thân hình nuột nà, chiều cao lý tưởng 1m72. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Kiều Hân chỉ xinh đẹp khi đứng một mình, còn khi đứng cạnh các diễn viên khác, thân thái của cô hoàn toàn chìm nghỉm. Bằng chứng là khi đóng Hoàng Lạc Tùng, dù là một trong năm nữ chính nhưng xếp cạnh đàn chị Tử Hân, Dương Tử, Lưu Đào, Dương Tử Văn thì Kiều Hân là người kém nổi bật nhất. Mặc dù không phải là một gương mặt hạng A được trông đợi nhiều nhất, nhưng khi xuất hiện tại thảm đỏ, Kiều Hân luôn tạo được sự chú ý lớn về nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt là body đồng hồ cát siêu thực trong những trang phục rất là mắt. Trong sự kiện Cosmo Glam Night, đêm thịnh điện của tạp chí Cosmo, màn xuất hiện ấn tượng của nữ diễn viên ngay lập tức đã gây bão Weibo. Từ khóa body của Kiều Hân hiện đang lọt vào top tìm kiếm đầu, có thời điểm đã đạt vị trí nô quan nhiệt siêu. Cư dân mạng dành không ngớt những lời khen ngợi cho thân hình hoàn mỹ với vòng eo con kiến, khung xương mảnh mai tinh tế nhưng vẫn có ba vòng rõ ràng, đôi chân dài thon thả và cả nhan sắc kiều diễm xinh đẹp của nữ diễn viên. Hình ảnh của Kiều Hân trong sự kiện, từ trang phục, kiểu tóc cho đến make up đều vô cùng hoàn hảo và vượt trội. Đầu tiên phải kể đến chiếc váy liền tàng hình độc đáo, lạ mắt và có khả năng tôn body cực đỉnh. Với thiết kế ombre, chiếc váy có màu xanh đậm ở phần cúc ngực rồi chuyển dần đến màu trắng tinh khôi, tạo cảm giác như nó đang tàng hình đi, khiến những đường cong mang vẻ mềm mại. Trong phim mới Tiểu Phong Bạo, Hoa Hồng Thời Gian đóng cùng Hồ Nhất Thiên, Kiều Hân vào vai Lâm Ốc, một tư vấn nhân sự cao cấp của tập đoàn lớn. Tuy nhiên, những gì Kiều Hân thể hiện khiến khán giả cảm thấy nhân vật này có chỉ số IQ thấp và luôn bối rối trong mọi hoàn cảnh. Trên thực tế, kỹ năng diễn xuất của Kiều Hân đã bị chê bai từ lâu với gương mặt đờ đẫn và luôn nhìn chằm chằm vào mặt bạn diễn. Người say thì ánh mắt thường không có tiêu cự rõ ràng, có phần lờ đờ và hơi đục ngầu. Thế nhưng ánh mắt của Kiều Hân trong những cảnh này lại rất trong và khá linh hoạt. Điều đó làm khán giả cảm thấy như cảnh say rượu Kiều Hân đối thoại với bạn diễn giống như đình đánh nhau vậy. Xuất thân trong Anh Thế Việt, sống trong biệt thự triệu USD. Quang Quang trong Hoàng Lạc Tùng là cô gái có gia cảnh bình thường và tính cách mờ nhạt hơn so với các nhân vật khác. Sau khi bộ phim lên sóng, Kiều Hân là người kém tiếng nhất trong năm nữ diễn viên chính. Tuy vậy, mỹ nhân 9X không quá để tâm đến việc nổi tiếng hay không. Cô thuộc thế hệ giàu có thứ hai của Trung Quốc, là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chỉ đơn thuần vì đam mê. Trong một buổi phỏng vấn, Kiều Hân từng chia sẻ khéo léo về gia thế của mình. Bố bảo sẽ nuôi tôi đến lúc lấy chồng, thậm chí kết hôn xong, bố sẽ nuôi cả chồng tôi nữa. Ngoài ra, gia đình Kiều Hân còn sở hữu nhiều biệt thự đắt đỏ ở Canada và chính bởi vì vậy, cộng đồng mạng gọi cô là công chúa Thượng Hải, Vương Tư Thông phiên bản nữ. Cha mẹ Kiều Hân đều là doanh nhân giàu có. Vì cha mẹ bận làm ăn, Kiều Hân được đưa đến Thượng Hải học tập và sinh sống từ nhỏ. Từ khi còn là sinh viên đại học, Kiều Hân đã đến trường bằng siêu xe. Hiện, nữ diễn viên sống trong biệt thự cao cấp tại khu Tùng Giang, Thượng Hải. Cô còn biệt thự triệu USD ở Canada. Bất động sản ở Tùng Giang, Thượng Hải thuộc loại đắt đỏ. Theo Eiffel, giá biệt thự ở khu vực này vào khoảng 10 triệu USD đến 30 triệu USD. Được biết, biệt thự của Kiều Hân còn xây cầu thang xoắn ốc với 8 phòng, 3 sảnh và 8 nhà vệ sinh. Nhà ở thương mại 2 tầng được xây dựng từ năm 2010 với diện tích kiến trúc là 1.824 m², giá chi trả tham chiếu là 105 triệu nhân dân tệ, mỗi tháng tổng cộng trả 1.600.000 nhân dân tệ.
Nhà để xe có thể để 200 chiếc xe cá nhân khác nhau, máy bay có thể hạ cánh dễ dàng trong sân vườn nhà cô. Trong đoạn video, Kiều Hân quay cảnh chú cún đùa nghịch ở vườn nhà, khán giả có thể cảm nhận được khoảng sân rộng của biệt thự cô đang ở. Kiều Hân từng chia sẻ một góc khác trong biệt thự của mình, chất lượng hình ảnh không cao, nhưng người xem có thể nhận ra nội thất mang phong cách châu Âu qua chiếc salon họa tiết hoa và sàn nhà được trải thảm, không gian biệt thự sang trọng, ấm cúng. Biệt thự của nữ diễn viên sinh năm 1993 cũng từng được lên sóng trên show Sisters Over Flowers của Đài Thượng Hải. Khán giả được chiêm ngưỡng rõ hơn nội thất cổ điển của ngôi nhà và phòng riêng mang phong cách công chúa của Kiều Hân. Bàn ăn nhà nàng công chúa Thượng Hải hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với các gia đình bình thường. Những món ăn cầu kỳ về hình thức, số lượng lẫn chất lượng và chai rượu đỏ đắt tiền trên bàn ăn khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Kiểu dáng, chất liệu sang trọng của bộ bàn ghế cũng cho thấy sự giàu có của Kiều Hân. Những chiếc túi xách tay của nữ diễn viên họ Kiều đều là mẫu mã đắt tiền. Kiều Hân cũng từng được bắt gặp khi ra ngoài bằng BMW X6. Ngoài ra, cô còn sở hữu nhiều xe sang khác. Theo truyền thông Trung Quốc, Kiều Hân là con thứ hai của gia đình. Chị cô đang học tài chính ở Canada, dưới cô còn một em trai. Nữ diễn viên cho biết, dù được cha mẹ nuông chiều, nhưng họ luôn dạy cô nên làm gì và phải làm gì. Bản thân Kiều Hân là người sống tự lập. Những dự án mới nhất mà Kiều Hân tham gia diễn xuất là Nhân lúc chúng ta còn trẻ, bộ phim về đề tài thanh xuân, hợp tác với nam diễn viên Trương Văn Long, bạn gái tin đồn của đại thần Tiêu Nại, Dương Dương. Trong vấn đề tình cảm, Kiều Hân nhận được nhiều sự chú ý. Lúc tham gia show thực tế, nữ diễn viên đã thẳng thắn cho biết, trong thế giới của cô thì tình cảm được đặt lên hàng đầu hơn cả cuộc sống hay công việc. Thời gian trước đây, truyền thông luôn xuất hiện tin đồn Dương Dương và Kiều Hân hẹn hò bằng nhiều chi tiết trùng hợp, nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Sau đó, cư dân mạng phát hiện một tài khoản Weibo khác của Kiều Hân đã like một bài viết tag Dương Dương. Em có chất thích anh, biết rõ ngày mai sau ngày tận thế, Dương Dương. Thế nhưng, vào giữa khuya qua, Kiều Hân đăng một bài viết, mùa hè kết thúc rồi, những ngày sau này không có gì đáng để chờ đợi nữa. Sau đó, cô nhanh chóng xóa bài viết, thu hút sự chú ý của dư luận. Động thái này dấy lên nghi ngờ Kiều Hân ám chỉ đau khổ khi chia tay với Dương Dương. Thực ra bất luận thế nào thì tin đồn tình cảm giữa Kiều Hân và Dương Dương chưa từng công khai qua. Tất cả chẳng qua chỉ là suy đoán của dân mạng. Huống hồ gì, trước đó quản lý Dương Dương đã lên tiếng phủ nhận. Không có chuyện đó, làm sao có thể, hai người họ là bạn học nhiều năm, nếu thành thì sớm đã thành rồi.